Alo anh em, lại là mình đây. Nay mình tiếp tục lên clip cho anh em em. Mình đặc biệt clip này là mình chơi game show với anh em luôn em. Thử tay nghề của anh em và kinh nghiệm, thử anh em có dám chơi con máy này không. Đặc biệt cái clip này là mình không có test máy nổ, để cho anh em xem tự đánh giá rồi dám dứt hay không. À, chơi game show mà. Rồi. Tình trạng em máy này là full zin MS382 2021 tháng 9 năm 2021. Đồ là anh em nhìn thì tự đánh giá đó. Có mắc cái tem đích à, còn liền hết luôn anh em, thắng thung là còn ok hết luôn á. Mặt tiền à, đẹp mà chưa có vệ sinh. Lam xích thì mình xin phép mình không rút ra luôn, chơi mù với anh em luôn để thử anh em như thế nào. À, hên thì được cái đau, xui thì được cái dao. Đúng rồi, hên thì cái đau mà xui thì cái dao, chỉ vậy thôi. Bô rin là còn luôn ngang đó. Rồi, không nổ máy nha. Này chơi game show không nổ máy. Ở cái anh em dám mà không dám. Còn cái con nào mà mình lấy thì mình nổ máy cho anh em nghe. Còn này là chơi game show. Nè, di vật đồ là còn ok. Đó, không nổ máy. Rồi chơi game show em nó là vậy. Quay gì là rõ lắm mà nghe anh em. Rồi, rồi bán mù cho anh em luôn nha, bán mù cho anh em luôn. Rồi này là coi như chơi game show nha, chứ còn nữa mà kêu em mà kiếm cái giá cỡ này nữa là nó không có đâu nha anh em. Chơi game show thử sức gan dạ của anh em cỡ nào nha. Rồi bán cuối năm rồi, để cho anh em là với mức giá là $4,000 nhưng mà không có nổ máy, thử coi là anh em có dám chơi hay là không. Rồi ok anh em, $4,000 anh em nào alo trước thì được trước đó, không nổ máy nha. Rồi em nói về là mẹo này là em chơi game show chị tải rồi nổ lên rồi, người này người kia ấy, rồi thử em không có. Tại này cuối năm em muốn chơi game show đặc biệt, anh em nào alo trước thì được trước, còn anh em nào alo sau thì nó bay rồi thì em không hứa được. Tại vì này là em chơi game show cuối năm, vui với anh em cái vậy đi, lâu lâu là em sẽ chơi game show một cái. Rồi ok anh em nha, không nổ máy chứ để nổ máy rồi anh em nghe được tiếng máy anh em biết. Thành thử bán mù luôn, thử cái sức gan dạ của anh em tới cỡ nào. Anh em nào dám chơi thì alo mình, anh em nào trước thì được trước. Rồi anh em xem clip thấy hay
thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào clip sau. Máy này là mình cầm của người ta nó đứt mà mình chưa có nổ máy luôn, mình để gì mình chơi dùm xô với anh em luôn ha. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào clip sau. Ok, bye bye.